Cúng đồ ăn cho mãng xà. Xưa kia, ở thời vua Gia Long, có vị quan ngự y Nguyễn Hữu Long, nổi tiếng y thuật tinh thông, lại thêm đa mưu túc trí. Trong thời gian phò tá vua Gia Long, rủi thay có lần bị quân Tây Sơn đuổi theo ráo riết, quan ngự y phải trốn chạy khắp nơi. Sao ngôi làng này lại sơ sát chưa điều như vậy chứ? Dạ bẩm quan, nơi này hình như chốn không người ở, không khí ghê rợn, tối nay chúng ta không ở lại đây thì hơn. Hả? Ở chuyện gì vậy? Hay chúng ta thử đến xem sao. Dạ thưa ông, phải cũng tự hỏi là mình đang có chuyện gì thế? À, ngài chắc từ xa đến nên không biết dân làng chúng tôi đang làm lễ cho hai đứa trẻ của làng để đợi hiến dâng cho bản xà vương. Mang hai đứa trẻ tới bản xà ư? Sao lại có tục lệ giả mang như vậy chứ? Chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện là năm nào cũng thế, cứ đến dịp lại nên hai con bản xà từ ngoài biển khơi vịnh Sinh La lại đến quấy rối sớm làng tôi. Hàng đầu thanh niên trai tráng trong làng cũng quyết vào sinh ra tử để chiến đấu với hai con bản xà. Dần nhiều năm trôi qua, người hy sinh quá nhiều, trong làng giờ chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ thôi. Vậy nên những năm gần đây, năm nào làng chúng tôi cũng đều phải cúng nạp cho mãn xà vương hai đứa trẻ thì chúng mới chịu buông tha, không làm hại cả làng nữa. Dạ bẩm quan, chúng ta đang cần di chuyển nhanh đến vùng an toàn để tránh sự truy đuổi của quân địch. Chúng ta không can dự vào chuyện này của họ thì hơn. Nhưng từ xưa đến nay, chúng ta vốn chữa bệnh cứu người, giờ nhìn thấy những đứa trẻ non nớt vô tội phải đem đi hiến tế, sao lại có thể lờ đi được chứ? Nếu đã không thể dùng sức thì chúng ta phải dùng mưu. Trưởng làng, ông cứ yên trí đi, ta đã có cách để đối phó với hai con mãng xà và không làm hại đến những đứa trẻ vô tội rồi. Dạ chúng tôi cảm tạ tấm lòng của ngài, nhưng rủi đầu họa hổ bất thành lại gây thêm tai họa cho dân trong làng thì sao? Cứ theo cách của ta, chúng ta cứ làm như vậy. Điều quan trọng là đừng tiết lộ trước, e dân chúng xôn xao, làm cho kế hoạch đó có thể thất bại. Thế là ngay ngày hôm sau, quan ngự y truyền cho quân sĩ thân cận của mình tập trung tán thực nguyễn một loại thuốc bí truyền của ông. Đầu đó xong xuôi, đích thân quan ngự y và trưởng làng tìm đến một vị thợ giỏi trong làng. Chuẩn bị đến giờ bản xà vương xuất hiện rồi, tất cả bà con hãy nhanh chóng trở về nhà, không ai được ra cửa, nếu không lại chết oan mãn. Bây giờ các người cứ đem con về đi, nhưng tuyệt đối đừng cho chồng sớm hay biết, nhanh chân lên. Dạ thật sao thưa ngài? Thưa, chúng tôi làm vậy bản xà vương lại đến trả thù cả làng thì khổ. Cảm tạ các vị, cảm tạ các vị. Các cậu đã chuẩn bị sơn nước đã bảo chưa? Đây là những vô cùng quan trọng cho kế hoạch lần này đấy. Hai con mãng xà có lẽ đã đến rồi đây. Tất cả vào vị trí. May quá, hai con mãng xà đã tin hai hình nộm ấy là hai đứa trẻ rồi. Chúng đang nuốt hai hình nộm rồi. Thuốc mì hồn ta tẩm vào hai hình nộm sẽ sớm phát huy tác dụng thôi. Thuốc mê sẽ khiến chúng bất tỉnh một lúc, chúng ta phải tranh thủ thực hiện tiếp kế hoạch. Nhưng lỡ đâu chúng tỉnh lại. Không còn thời gian để chúng ta sợ hãi chần chừ nữa đâu. Nếu kế hoạch lần này không thành, chúng ta và cả làng sẽ bị xóa sổ mất.
Tại sao thượng quan không ra lệnh giết luôn hai con mãng xà ấy đi, nhưng lúc chúng chưa tỉnh? Mặc dù chúng đang bất tỉnh, nhưng thế của chúng vẫn còn mạnh lắm. Nhỡ chúng bất ngờ tỉnh lại, quân ta chỉ có vài người, đâu thể mạo hiểm được. Nhưng với cách này, ta đảm bảo từ rày về sau, chúng sẽ chẳng dám trở lại đây gây rối nữa đâu. Nhất định phải thành công. Mạng sống của cả làng phụ thuộc vào lần này. Đúng như kế hoạch của quan ngự y, vừa tỉnh dậy trông thấy nhau với những màu sắc kỳ lạ, hai con mãng xà trở nên hốt hoảng, chúng xem nhau như kẻ thù khác loại và nhảy vào tấn công nhau. Và thế là hai con mãng xà rượt đuổi nhau như dông như gió. Nhờ có sự mưu trí dũng cảm của quan ngự y Nguyễn Hữu Long, cùng với sự đồng lòng, đồng sức của quân và dân, đã giúp những người dân Tân Bằng tiêu diệt được hai con mãng xà hung ác. Và từ đó, câu chuyện quan ngự y tiêu diệt mãng xà vương ở Tân Bằng còn lưu truyền mãi đến ngày hôm nay. Những đóa hoa xuyên tuyết. Ngày xưa, ngày xưa, có một nữ hoàng cai trị một vương quốc vô cùng rộng lớn. Bà ta vô cùng hung ác và chuyên quyền, thường xuyên đưa ra những yêu cầu rất vô lý. Thần có tội tình gì, xin nữ hoàng tha mạng. Có mỗi việc tìm hoa xuyên tuyết về đây thôi mà cũng không làm được. Ta lệnh cho các ngươi bằng mọi giá phải đưa được hoa xuyên tuyết về đây cho ta. Nữ hoàng thật là quá quắc, sao có thể tìm được hoa xuyên tuyết giữa mùa đông lạnh giá chứ? Sophia kia, mày có nhanh cái tay lên không? Mẹ con tao sắp chết đói rồi mà củi vẫn chưa có để cho vào lò sưởi nữa nè. Có mỗi cái việc cho củi vào lò mỗi sáng thôi mà ngày nào tao cũng phải nhắc lần sau hả? Dạ thưa dì, do sáng hết củi nên con phải vào rừng kiếm về ạ. À? Mày lại còn dám ý kiến nữa hả? Có làm nhanh cái tay lên hay không thì bảo. Nữ hoàng có lệnh, ai mang được hoa xuyên tuyết về cung điện, nữ hoàng sẽ ban thưởng cho người đó số vàng tương ứng. Dạ, phần thưởng nghe thì thích thật đó nha, nhưng làm sao có thể kiếm được hoa xuyên tuyết giữa trời đông giá rét này được? Đây chẳng phải cơ hội để tống con ranh Sophia đi cho khuất mắt hàng sao? Mình đã muốn tống khứ nó đi từ lâu rồi mà chưa có dịp. Này Sophia kia, mày hãy vào rừng kiếm hoa xuyên tuyết về đây để dâng lên nữ hoàng đi. Ờ, hoa xuyên tuyết à? Thưa dì, loài hoa đó chỉ nở vào tháng 4 thôi, khi tiết trời ấm lên. Còn giờ tuyết phủ trắng xóa hết mà, không biết làm sao kiếm được chúng bây giờ. Mày làm thế nào thì làm, không kiếm được hoa xuyên tuyết thì đừng có hòng về cái nhà này nữa nha. Không có hoa xuyên tuyết ở đây, mình đến bụi cây khác tìm xem vậy. Bên này cũng không có, mình biết tìm ở đâu bây giờ? Tôi chết mất thôi. Có chuyện gì thế hả bạn cáo? Hãy nói xem tôi có thể giúp gì được cho bạn không? Trời lạnh quá đi mất, chắc tôi sắp chết vì rét mất thôi. Nếu đắp chiếc áo này lên, bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn á. Cảm ơn bạn nhiều nha. Chia tay chú cáo nhỏ, cô bé Sophia tiếp tục lên đường đi tìm hoa xuyên tuyết. Lạnh quá đi mất, chân tay mình như cứng cả lại rồi. Khi cô bé tỉnh dậy, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy 12 người đàn ông, cả già lẫn trẻ, đang ngồi vây quanh đống lửa to cháy đượm. Cháu đã tỉnh dậy rồi đó hả? Bọn ta đã tìm thấy cháu ngất lịm trên nền tuyết và đưa đến đây. Chú cáo nhỏ, con cáo của anh đi lạc trong rừng, may sao đã được chiếc áo của em che chắn cho đỡ lạnh. Vì sao em lại vào rừng một mình giữa trời tuyết lạnh giá như vậy hả cô bé? Dì ghẻ bắt em vào rừng để tìm hoa xuyên tuyết, nhưng em đã cố tìm mà không thấy một bông hoa nào hết. Loài hoa đó chỉ nở vào tháng 4 khi tuyết tan đi và trời ấm áp hơn. Sao dì ghẻ của em lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy chứ? Chuyện là nữ hoàng của vương quốc ban lệnh xuống, yêu cầu dân làng phải tìm bằng được hoa xuyên tuyết.
Nữ hoàng của vương quốc này cũng thật là... Thôi, em đừng buồn nữa, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Nè, tháng giêng, ông có thể nhượng chỗ cho tôi 1 giờ đồng hồ được không? Tôi thì không vấn đề gì, nhưng cậu phải xin cả tháng 2 và tháng 3 nữa. Được thôi, chúng tôi đồng ý. Giờ thì em tha hồ hái những đóa hoa xuyên thuyết mang về nhà rồi nha. Anh là ai mà có thể hóa phép được ra cả mùa hè thế? Anh là vị thần tháng tư, còn kia là các tháng còn lại. Đúng thế, chúng ta là 12 vị thần tháng. Cô bé đang gặp may đấy. Dạ, nếu không có các ngài giúp đỡ, cháu không biết phải xoay sở làm sao. Thưa dì, con đã kiếm được hoa xuyên tiết về rồi đấy ạ. Hả? Làm sao nó có thể tìm được chúng giữa mùa đông lạnh giá này chứ? Các ngươi đã hái chúng ở đâu vậy? À dạ, thưa nữ hoàng, những bông hoa này được tìm thấy tận sâu ở trong rừng á, nơi có hồ nước trong veo cùng quả chín mọng trên cành. Hả? Có nơi tuyệt diệu như vậy giữa mùa đông giá rét này à? Ta muốn tới nơi đó ngay lập tức. Nhà ngươi hãy đi cùng ta để dẫn đường đi. Chết rồi, cái tính ba hoa hại ta mất tiêu rồi. Ta nghe kể rằng ngươi đã tự tay hái những bông hoa xuyên tuyết trong rừng. Giờ ngươi hãy chỉ đường cho ta đến chỗ mà những bông hoa này mọc được không? Đây là chiếc nhẫn thần. Khi nào em cần sự giúp đỡ của anh, hãy nắm chặt nó trong tay và cầu nguyện bọn anh sẽ tới bên em. Nhưng em phải hứa với anh sẽ bí mật không cho ai biết chỗ của 12 vị thần tháng. Dạ thưa nữ hoàng, rất tiếc là tôi không thể làm như vậy. Ngươi dám nói như vậy với ta à? Nếu như ngươi không chỉ đường, ta sẽ đi thả chó ra cắn ngươi. Dạ thưa nữ hoàng, quả thật là tôi không thể chịu theo lệnh của nữ hoàng được. Ngươi đâu? Hãy cho nó biết, dám chống đối với nữ hoàng thì sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Thưa nữ hoàng, đó chỉ là một cô bé thôi, thần e làm vậy hơi quá. Nếu như các ngươi không làm được thì đích thân ta sẽ làm. Xé xác nó ra làm trăm mảnh cho ta. Mau đuổi theo nó, không để cho nó chạy thoát được. Các vị thần thánh, xin hãy cứu giúp em thoát khỏi cơn nguy hiểm. Đừng lo lắng, đã có các vị thần thánh ở đây bảo vệ em rồi. Giờ thì mọi chuyện đã ổn. Em có muốn đi theo chúng ta đến khu vườn của các vị thần không? Dạ có ạ, anh cho em theo với. Vậy là sau những ngày tháng vất vả, cô bé Sophia giờ đây có một cuộc sống mới yên bình và hạnh phúc. Cô chăm lo cho những loài hoa trong khu vườn của các vị thần và tận hưởng 12 mùa hoa rực rỡ trong năm. Ánh sáng của tình bạn. Lizzie, hãy lấy nó đi nào. Nào, hãy tới đây, Lizzie. Nào, Lizzie. Lizzie, mày bị sao thế? Rất tiếc, võng mạc của chú chó đã bị thoái hóa, kéo dài lâu ngày, dẫn đến tình trạng bị mù. Bị mù ư? Nào, làm quen đi nhé. Đây là Max, cậu bé sẽ đến ở với chúng ta. Còn đây là Lizzie, chú mày ở đây chơi nhé, ta phải đi đây. Khu vườn đẹp thật, lại còn rộng nữa chứ. Này, cậu ra đây chơi đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Này, cậu, đừng có làm phiền tôi. Trời đẹp như vậy, cậu đừng ngủ nữa, hãy ra kia chơi cùng tôi đi. Đã nói là đừng làm phiền tôi cơ mà. Mù lòa như tôi thế này, đến đường đi còn không nhìn thấy, thì còn chơi gì chứ. Cậu bị mù ư? Đúng vậy,
đến cả cậu chủ giờ cũng chán tôi rồi. Cậu ấy mang cậu về để thay thế tôi đó. Cậu cũng không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi làm gì. Tôi không biết là cậu không nhìn thấy gì, nhưng điều đó có làm sao cơ chứ. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà. Làm bạn với tôi thì có tác dụng gì đâu. Tôi chẳng thể vui chơi, chẳng thể đồng hành cùng cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ là đôi mắt của cậu, đồng hành cùng cậu. Lizzie, đi theo ta nào. Cậu chủ mang Lizzie đi đâu thế? Max ở nhà nhé, ta đưa Lizzie đi ra ngoài một lát. Cậu ấy đưa Lizzie đi đâu mà lâu về thế không biết. Cậu chủ và Lizzie đã về rồi. Lizzie đâu rồi? Mày hỏi Lizzie sao? Một người bạn của ta đã nhận nuôi Lizzie, nên ta đã đem Lizzie đi rồi. Lizzie sẽ được nuôi nấng tốt thôi. Max, đến giờ ăn tối rồi. Quái lạ, nó đâu rồi chứ? Nó đi đâu được nhỉ? Max, mày ở đâu? Là của Max đây mà. Liệu có phải nó nhớ Lizzie quá mà đi tìm không nhỉ? Max, Lizzie. Tớ thật sự xin lỗi. Có lẽ tớ nên mang Lizzie về. Vì thiếu Lizzie mà Max đã bỏ ăn bỏ uống để tìm đường đến đây. Lizzie cũng chẳng thiết ăn uống gì cả, cứ ủ rũ suốt ngày. Tình bạn của chúng thật đáng quý. Tớ cũng nghĩ là không nên tách chúng ra. Chúng thật sự nên ở bên cạnh nhau. Hãy theo tôi nhé, tôi sẽ dẫn bạn về. Về ngôi nhà của chúng ta nào. Bác Tư. Chào bác ạ. Quân đó hả? Sao không ở nhà ôn bài đi? Cứ ra đồng lấy rơm lấy cỏ suốt vậy. Dạ, cháu tranh thủ lúc nghỉ ra ngoài làm chút cho thoải mái bác ạ. Ừ, chịu khó mà ôn thi cho tốt cháu nhé. Có gì khó khăn cứ sang nói với bác hai, giúp được bác sẽ giúp. Dạ, vâng ạ. Ông à, chuyện gì vậy bà? Dạo này rau bán cũng được ông à. Mai tôi lại bán thêm một mẻ nữa, thế là lại dành dụm thêm được ít tiền. Tốt quá, vậy là chắc sắp dành đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới rồi bà nhỉ. Vâng, để ông đi lại cho đỡ vất vả. Có xe, mình đi lại thăm các con ở xa cũng thuận tiện hơn, không cần chúng nó phải đưa đón nữa. Mà chiều bà có thấy thằng bé Quân sang lấy xoài không? Không ông à, tôi dặn nó sang lấy mà chắc lại mãi ôn thi nên quên mất rồi. Thằng bé giống cha như đúc, ở cả cái tính chịu khó và hiếu học. Rõ khổ, nếu như ba thằng bé còn, có phải hai mẹ con nó đỡ vất vả hơn không? Hàng xóm láng giềng với nhau, vậy mà mình chẳng giúp được gì nhiều. Ai như thằng Quân. Quân, Quân ơi. Dạ, bác Tư. Thế nào rồi hả Quân? Các bạn khác đã có kết quả thi đại học hết rồi, thế còn cháu? Cháu có giấy báo chưa? Dạ cháu trượt rồi bác ạ. Sao lại thế được?
cháu học rất chắc cơ mà. Thế được bao nhiêu điểm? Dạ, thôi, cháu chào bác. Cháu có việc gấp phải đi đây ạ. Ơ kìa, Quân, Quân. Bác Tư, khổ thân bạn ấy. Có giấy báo trúng tuyển rồi, nhưng mà mẹ bạn ấy mới bị phát hiện bị ung thư máu, nên có lẽ Quân không thể nhập học được bác à. Cậu ấy phải để dành tiền lọc máu cho mẹ. Trời ơi, thật vậy sao? Thế mà bác không hay biết gì hết. Mấy nay bạn ấy buồn lắm. Bà à, có lẽ nhà chúng ta phải tạm lùi mua chiếc xe mới lại một thời gian. Ủa, ông luôn miệng nói chỉ chờ nhà mình tích cóp đủ tiền là mua xe. Giờ đủ tiền rồi thì ông lại... Bà, chúng ta đi xe đạp bao năm cũng có sao đâu. Nhưng có một người cần số tiền ấy hơn chúng ta nhiều bà. Thôi, tôi giải thích cho bà sao. Giờ tôi phải đi gấp, không thì không kịp mất. Ờ, cái ông này. Quân à, Quân. Dạ, chào bác Tư. Quân à, cháu đi đâu vậy? Ờ, dạ, cháu... Cháu lên thành phố kiếm việc bác ạ. Cháu phải đi làm để kiếm tiền thôi. Quân à, chừng này có đủ không cháu? Ờ, số tiền này là sao bác? Quân à, bác biết hết rồi. Cháu hãy cầm lấy số tiền này về trả chú Huân, còn lại thì làm thủ tục nhập học đi nhé. Bác, cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không thể nào nhận số tiền này của bác được. Quân à, hãy gắng lên, đừng bỏ phí mơ ước của mình như vậy. Hãy cố gắng lên. Nếu ngại thì coi như là tiền bác cho vay tới khi nào ra trường kiếm được việc làm thì trả lại cho hai bác cũng được mà. Hãy viết tiếp ước mơ của mình và viết cho cả mẹ cháu, cả các bác nữa Quân nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cháu cảm ơn bác. Cưới nhau chưa được bao lâu mà chúng ta đã phải xa nhau rồi. Ta thật lòng không nỡ. Thiếp cũng vậy. Lần này chàng đi không biết bao giờ mới trở lại. Thiếp sẽ nhớ chàng lắm. Ta cũng rất nhớ nàng. Ta phải đi rồi. Còn rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nhưng... không biết chàng giờ ở đâu. Liệu chàng có biết tự lo cho mình không? Chàng, sao lại... Biết hoàn cảnh của ta nên chủ tướng động lòng, ân xá không bắt ta đi lính nữa. Ta lại được ở bên nàng rồi. Ôi, thiếp nằm mơ sao? Có phải là chàng thật không? Ta đây, ta bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng đây bà. Trời ơi, thiếp như vẫn còn mơ. Ôi, đúng là chàng thật rồi. Nàng ơi, ta đã về rồi. Nàng ơi, sao lại... Nàng sao thế? Nàng không vui khi thấy ta về sao? Chàng là... Mình ơi, sao lại có những hai người? Ai mới là chồng tôi đây? Tên kia, mi là ma quỷ phương đào mà dám giả danh ta về đây cướp vợ ta. Cái gì? Ta cưới vợ xong thì phải tòng quân đi đánh giặc nay mới trở về. Mi mới là quỷ giả dạng làm người. Trời ơi, ai là quỷ? Ai là chồng tôi? Mấy lâu nay tôi sống với ai thế này? Ngươi chính là quỷ, dám cướp vợ ta à? Ngươi mới là quỷ, đừng có nhận bừa. Trời, sao bây giờ hai người lại giống hệt? Không khác một chi tiết nào vậy?
Nó vừa biến cho giống ta đó. Ta mới là thật. Ta vừa đi lính về. Ta mới là chồng nàng. Đó là quỷ. Ta mới chính là vừa đi lính về. Nó vừa biến thành ta đấy. Ta nhớ hết kỷ niệm với nàng. Ta cũng nhớ hết. Chắc chắn một trong hai người đã quỷ giả danh. Hai người dừng lại. Tôi không cần biết ai thật ai giả. Quỷ cũng được mà người cũng được. Tôi cần một người chồng có bản lĩnh. Trong bình này có một viên kim cương bị mắc kẹt. Chỉ cần ai chui vào trong bình lấy được viên kim cương mang ra cho tôi, thì tôi sẽ nhận người đó làm chồng. Nếu không ai làm được thì hãy đi hết đi. Hả? Chui vào trong bình này ư? Nàng... ta chắc chắn là chồng của nàng rồi. Chàng đây rồi. Hóa ra bấy lâu nay thiếp bị quỷ lừa mà không biết. Thiếp thật có lỗi với chàng. Nàng không có lỗi gì cả. Tất cả là tại con quỷ kia. Nhờ nàng mưu trí mới lừa được nó chui vào trong chiếc bình này. Nếu không thì ta cũng chẳng biết làm sao. Con quỷ đó thật là gian xảo. Nếu không bắt nó, chắc chắn nó sẽ làm hại chàng và thay thế chàng mãi mãi. Tốt rồi, mọi chuyện qua rồi. Từ đây ta sẽ không bao giờ rời xa nàng. Bây giờ chúng ta hãy mang nó vứt xuống biển sâu, để nó mãi mãi bị giam cầm trong chiếc hũ này. Vâng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.